trước khi thần tài xuống để chúc phúc như pháp và một số quà của thần tài. Thần tài rất cảm ơn một người ân nhân đã tới từ San Diego. Không những cô giúp cho mùa nhạc phương Nam, giúp tất cả những nghệ sĩ nói chung. Xin một tràng vỗ tay cho chị Kim Mỹ. Mời chị Kim Mỹ cho thần tài một kỳ chúc. Chị Kim Mỹ là cho ít khi nhận hôm nay thần tài gửi cho Kim Mỹ một bao lì xì để chúc cho chị có làm ăn phát tài. Khi chị có phát tài, chị cũng chúc cho các nơi từ thiện và giúp đỡ các anh em nghệ sĩ và cũng là giúp đỡ cho hội Bạc Liêu. Cảm ơn chị Kim Mỹ. Thần tài bay từ Việt Nam sang Hoa Kỳ để mang có 3 tấm lịch thôi. Đây là một trong những tấm lịch do chị Kim Mỹ phát duyên cho chùa ở tại Bạc Liêu. Xin mời chị. Đây, giá gà Bạc Liêu. Quý vị thấy sao quý vị? Nếu đẹp cho một tràng vỗ tay quý vị ơi. Chị đã in cuốn lịch này rất nhiều. Ở tiếc rằng là ở đường xa quá, thần tài nặng quá không thỉnh kinh được. Nhưng một lần nữa chúc mừng cho Bạc Liêu, tất cả những người đồng bào ở đây có mặt hiện nay, mùa xuân giáp thìn được nhiều sức khỏe, là ban phát tài và vạn sự như ý. Thần tài xin chúc. Cảm ơn chị. Rồi ai chút xíu nữa lên là hưởng lộc của thần tài nhé. Thần tài để tặng cho nghệ sĩ chút xíu nữa. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Thank you. Thank you.